Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 phối hợp với Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 vừa khánh thành nhà bia lưu niệm sự kiện tại căn cứ Đồng Dù, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Đồng Dù là một cụm cứ điểm quan trọng được xem là cánh cửa thép án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn của Mỹ ngụy. Trận đánh chiếm căn cứ Đồng Dù của cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 và nhân dân Củ Chi diễn ra vào ngày 29 tháng 4 1975 là một trận đánh có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác tiến vào đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong nội đô, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Việc hoàn thành nhà bia lưu niệm sự kiện căn cứ Đồng Dù Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh là tâm huyết của Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320 qua các thời kỳ, là nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân Củ Chi nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.